Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để tiếp tục hỏi đáp điện năng hôm nay thì tôi cũng xin tổng hợp các cái câu hỏi của các anh ha. Thì tôi xin nêu các thông tin câu hỏi các anh, tôi không nêu thông tin cá nhân của các anh ha. Rồi thì có comment của các anh như thế này: chào anh, em vừa mua được 4.120W pin mặt trời, nhiều ngoài dự kiến của em. Trước đó em chỉ có 500W pin nên sử dụng hệ 24 sinh hoạt. Giờ với lô pin này, mọi thiết bị của em đều không còn tương thích vì dung lượng lô pin này quá lớn. Mục đích chính cho số pin này là để em sử dụng máy bơm nước tầm 3.000W để tưới rẫy. Ngoài những ngày không tưới thì em không biết làm sao với số pin này ạ. Chẳng lẽ lại đầu tư thêm một hệ mới công suất lớn để dự phòng. Mong anh góp ý sao cho tiết kiệm và hiệu quả. Cảm ơn anh. Chỗ em chưa có điện lưới. Rồi, như thế này anh ạ. Thì bây giờ theo tôi góp ý theo cá nhân riêng của tôi ha. Đó, thì anh thấy trên hình nè. Đây là một cái con biến từng sử dụng từ cái nguồn pin năng lượng mặt trời ha. Nó không cần hệ thống lưu trữ. Đó, có nắng là có điện, không nắng là không điện. Thì cái biến từng này á, đó anh xem trên hình ha. Thì các cái tấm pin mình phải câu nối tiếp. Cái điện áp mà thấp nhất của nó nhận là 160V bên cái hệ pin đó nha. Đó, đến 400V. Đó, thì mình làm sao mình câu nối tiếp cái hệ pin của mình nó lên là tầm là trên 250V ha anh. Đó. Thì nó sẽ chuyển trực tiếp từ cái nguồn điện pin á, nó sẽ xây lại cái chiều điện AC 220V cho mình sử dụng. Chẳng hạn như anh đang có một cái bơm nước 3.000W đó, thì anh lúc mà trời nắng như vậy nè thì anh sử dụng là chỉ cần là pin năng lượng mặt trời và một cái biến từng đó thôi, không cần cái hệ lưu trữ, không cần cái gì nữa hết, chỉ có hai thôi. Thì anh có thể là bơm nước hoặc là anh nấu cơm, anh khoan, anh mài, nói chung á thì sử dụng cho tất cả các thiết bị điện có cái công suất tải á tương ứng với cái số pin của anh. Tôi ví dụ như anh có 4.000W pin thì anh có thể là anh sử dụng được tổng công suất tải là tầm là khoảng chừng 3.500W đổ lại. Đó, kiểu vậy ha. 4.000W á, ví dụ như 4.000W pin thì mình sử dụng 4.000W thì không được đâu. Đó, cái công suất thực của pin, tôi ví dụ như anh có 4.000W pin. Nhưng mà cái công suất thực của pin nó tạo ra lúc thời điểm có nắng tốt vậy nè, tầm khoảng 3.500W đổ lại. Thì vào cái thời điểm đó thì anh có thể là sử dụng trực tiếp từ cái nguồn pin qua cái con biến từng này. Đó, không cần hệ quy lưu trữ, không có tốn kém, không có rườm rà. Thì giá cả như thế nào thì anh có thể thấy cái con này trên hình đó ha. Giá nó dao động thì anh có thể là tham khảo con 3kg. Có con 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg cũng có. Nếu mà anh sử dụng cái bơm nước mà 3.000W đó, theo tôi thì anh nên tham khảo con 4kg nha. Đó. Thì về anh đã có một sẵn một cái lô pin rồi. Thì bây giờ anh chỉ là kết nối tiếp những cái hệ thống pin của anh á, làm sao mà đừng có vượt quá 400V ha, pin á, mà không nên thấp dưới 160V. Đó. Thì anh sử dụng trực tiếp từ cái nguồn điện pin đó qua cái con biến từng ha. Đó, thì nếu mà sử dụng như vậy thì có nắng thì có điện, không nắng là không điện nha anh. Đó, thì tại vì tôi thấy cá nhân riêng tôi thấy như thế này, tại vì trước kia anh đã có một bộ điện hệ 24 500W pin đúng không? Đủ sử dụng trong gia đình anh rồi đúng không? Nếu mà nó đã đủ phục vụ các thiết bị điện trong gia đình của anh rồi thì thôi. Thì cái số pin này tôi thấy là nó phù hợp anh đầu tư một cái con như anh thấy trên hình, một cái con biến từng chạy trực tiếp từ pin năng lượng mặt trời á. Đó, không cần hệ quy lưu trữ á, thì anh có thể là kéo bơm nước vào lúc mà thời tiết có nắng ha, tưới cây thoải mái luôn. Rồi anh thấy có thể nấu cơm. Nói chung là có nắng thì anh cứ sử dụng vô tư. Còn không nắng thì coi như là không có điện ha. Đó, thì theo cái góp ý cá nhân của tôi á là như vậy ha. Tại vì anh đã có một bộ điện rồi, hệ 24 rồi, đủ anh sử dụng rồi. Mà bây giờ mà để mà đầu tư thêm một bộ điện nữa, để nâng cấp một bộ lớn hơn nữa thì nó rất là tốn kém lắm anh ạ. Kích nè, sạc nè, hệ thống lưu trữ nè.
đó, thì nó tầm nó lên nó vài 30 triệu lận nó mới cân đối với cái số pin này. Còn nếu mà bây giờ á, anh đã có một bộ điện hệ 24 anh đã đủ sử dụng rồi thì theo tôi thấy anh mua được cái lô pin này thì tôi thấy là cái con này là nó phù hợp với anh đó, phù hợp tại vì anh có bơm nước, anh kéo bơm nước 3.000W là nó rất là phù hợp, là anh chỉ mua cái con này. Thì cái con này 4 kg thì tầm cái giá dao động nó tầm 3 4 triệu, 4 5 triệu gì đó đó. Tôi không có kinh doanh các sản phẩm này nên tôi không có nắm rõ giá cả nó chính xác, nhưng mà nói về bên điện năng thì hình như tôi cũng đã hiểu hiểu qua về cái cách mà để sử dụng cái này cái kia cho nó phù hợp từng cái thiết bị điện á anh đó. Chẳng hạn như là anh đã có một bộ điện đủ xài rồi thì bây giờ không cần nhất thiết phải đầu tư thêm một bộ điện lớn nữa làm gì, nó rất là tốn kém, mà đầu tư cái con này thôi bỏ ra chỉ tầm mấy triệu thôi là mình có một cái biến tần chạy trực tiếp từ cái nắng mặt trời luôn, không cần hệ thống lưu trữ đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin chân thành cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi thì bác, em mới mua tấm pin 100W và 4 bình ắc quy 15Ah, cho em hỏi một tấm pin này khi nào sạc đầy 4 bình ắc quy em dùng sạc Casio 30A, cảm ơn anh. Dạ rồi, như thế này anh, cái tấm pin 100W á, một ngày nắng tốt á thì nó cũng sản sinh ra tầm tầm 500W điện ha. Thì 60Ah ắc quy, 4 cái pin mỗi một cái 15A đúng không? 6 cái á thì 4 cái 60Ah. 60Ah thì nó lưu tầm tầm khoảng từ khoảng 700W điện đó. Đó thì nó cũng phù hợp với cái tấm pin này ha, nhưng mà anh hỏi có sạc đầy cái 4 cái pin này hay không? Thì cái này tùy nha. Nếu mà anh sử dụng tầm tầm khoảng từ 4 đến 500W điện trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì coi như cái bộ điện anh đã đủ. Đó, thôi bây giờ tôi nói vậy cho nó nhanh ha. Nếu mà 4 cái bình của anh á, anh xài nó tầm tầm nó hết điện á và ban đêm á, mà ban ngày anh không sử dụng điện á, thì cái tấm pin đó nó sản sinh ra một cái lượng điện để đủ sạc đầy 4 cái bình của anh. Còn nếu mà ban ngày anh có sử dụng tầm một vài trăm watt rồi ban đêm mà anh sử dụng hết cái lượng điện trong trong cái bình đó nữa, ban đêm anh sử dụng tầm tầm khoảng 300-400W đó, kiểu như 300-400W là nó cũng đã hết cái lượng điện trong 4 cái bình rồi đúng không, mà ban ngày nắng lên rồi á, mà nắng lên á ban ngày mà anh cũng có sử dụng điện tầm một vài trăm watt nữa thì coi như là cái 4 cái bình anh sạc không no, tại vì pin nó sản sinh ra tầm á nó vừa đủ sạc 4 cái bình của anh, nhưng mà anh lấy đi phần nửa rồi đó. Bây giờ á, tôi ví dụ như bây giờ pin nó sạc cái bình của anh nó lưng 10 phần thì cái tấm pin nó đủ sản sinh ra 10 phần để nó bù đắp vào cái lượng mà thiếu hụt mà anh mới vừa đêm hôm anh sử dụng, nhưng mà nó sản sinh ra 10 phần mà anh lấy hết 5 phần anh sử dụng trực tiếp vào ban ngày có nắng rồi thì nó đã thiếu hụt khoảng 5 phần, kiểu kiểu là vậy anh đó. Thì cái này cũng tùy theo nó ha. Thì anh hỏi cái tấm pin mà để sạc đầy 4 cái pin này không thì cái này cũng tùy theo mình sử dụng điện mình sử dụng bao nhiêu. Tôi ví dụ như tấm pin nó 100W thì một ngày nắng tốt nó thu về 500W điện, thì tôi ví dụ như một ngày một đêm anh sử dụng tầm tầm khoảng 500W đổ lại thì lúc nào coi như là nó cũng cái bộ anh nó vừa đủ sạc đầy. Ok, tôi ví dụ ban ngày anh sử dụng tầm 250W, ban đêm anh sử dụng tầm 250W, như vậy là 500W điện trong vòng 24 tiếng đồng hồ anh sử dụng tầm đó thì cái tấm pin này nó vừa đủ. Còn nếu mà anh sử dụng vượt hơn nữa, ban đêm anh sử dụng tầm khoảng 250W, ban ngày anh sử dụng tầm 500W, thôi rồi vậy là thiếu hụt khoảng tầm 250W rồi. Tôi ví dụ như ban ngày anh có sử dụng khoảng tầm 500W thì cái tấm pin nó sản sinh ra bao nhiêu điện thì anh sử dụng hết rồi, cái bình nó đói thì nó dẫn đói, kiểu kiểu là vậy anh. Thì để trả lời cái câu hỏi của anh á, thì nói chung á, cái câu hỏi của anh á, thì nó rất là dễ, nhưng mà để nói nó chi tiết mà từng cái sử dụng điện á, nói từ sáng đến chiều thì nó cũng không hết nữa anh ạ. À, đó thì cái này cũng tùy theo nó ha, không biết anh sử dụng nhiều ít. Cái mục đích sử dụng của anh là anh sử dụng từ nguồn điện bình vào ban đêm ở tầm tầm khoảng 400-500W, rồi cái tấm pin đó ban ngày anh sạc đó lại á, thì vừa đủ nha. Còn nếu ban ngày ban đêm anh có sử dụng khoảng 250W, ban ngày anh sử dụng 250W thì nó cũng vừa đủ, mà ban đêm anh sử dụng tầm tầm cái chừng 250W mà ban ngày anh sử dụng tầm 500W thì vậy nó đã thiếu đi 200W ha. Hoặc là tôi ví dụ như bây giờ ban ngày anh sử dụng 500W
thì coi như cái tấm pin đó nó sản sinh ra nhiêu điện thì anh đã sử dụng hết rồi. Ban đêm anh muốn có điện trong bốn cái pin đó để anh sử dụng nữa thì coi như là cái không, cái không có. Ban ngày nó sẽ, tấm pin nó sản sinh ra bao nhiêu điện thì anh sử dụng hết, thì cái pin nó đói thì lúc nào nó cũng vẫn đói, nó không còn dư thừa cái lượng điện ra để nó sạc cái pin. Cứ pin nó sản sinh ra nhiêu điện thì anh cứ lấy hết, lấy sử dụng hết, có bao nhiêu thì anh cứ lấy hết bao nhiêu đó, nên cái pin nó không nhận được một cái lượng điện nào, nên nó cái pin nó đói thì nó vẫn đói điện đó. Thì cái này cũng tùy theo ha anh đó, thì không biết là anh sử dụng như thế nào, thì cũng qua vài thông tin chia sẻ cùng anh là như vậy thôi. Chứ mà để mà trả lời cái tấm pin mà nó sạc đủ đầy bốn cái pin này không thì chắc chắn là phải đầy rồi, nhưng mà tùy theo mình có sử dụng mà trong cái lúc mà tấm pin nó đang sạc cái pin hay không nữa, cái đó mới là cái quan trọng đó anh đó. Thì cũng tùy theo, rồi cũng qua vài thông tin thì nói tới nói lui vài vòng để anh tham khảo vậy thôi, chứ nói mà để trả lời cái câu hỏi chính xác này thì không thể nào nói chính xác được anh ạ. À, rồi xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi thì em ơi cho anh hỏi, anh đang dùng 810W PV và dùng sạc MBT 60A, anh đang dùng kit Hokio 2000VA và 4 ắc quy mỗi cái 12V 100Ah, anh đấu hai pin song song và nối tiếp thành hệ 24 nhưng chạy hay ngắt quá, không biết lý do sao. Ắc quy vẫn ngon điều 4 pin, em chỉ anh với. Rồi thì như thế này anh, thì tôi cũng cũng không có nắm rõ những cái trường hợp của anh nữa đó, thì nhưng mà qua cái nội dung comment của anh thì tôi xin nêu ra vài cái trường hợp như thế này để anh kiểm tra lại ha. Đó, anh kiểm tra lại và anh tham khảo để anh kiểm tra, thì cái chia sẻ của tôi thì cũng mang tính chất là anh em tham khảo thôi nha. Đó, thì như thế này, cái con kit đó, 2000VA là cái công suất thực của nó là 1500W nha anh. Đó, thì theo trường hợp mà kích ngắt thì nó có ba trường hợp kích nó ngắt. Cái thứ nhất á, thì anh sử dụng quá tải nó. Tôi ví dụ như bây giờ cái kích của anh á, là sử dụng là tối đa công suất thực của nó là 1500W đó đúng không, thì anh sử dụng có thể là trên nó thì hoặc là cận tải của nó thì nó cũng có thể là ngắt, nó chịu không nổi, hoặc là tặng gì không tốt nó thì nó cũng phải ngắt. Đó là một cái anh. Cái thứ hai nữa, khi mà anh tải thì lúc mình đang đói hoặc là cái áp bình anh nó tụt á dưới 22V, tại vì hệ 24 á, thì khi mà áp bình tụt dưới 22V thì kích nó cũng ngắt. Đó là trường hợp thứ hai. Rồi còn mà cái trường hợp thứ ba nữa thì anh nên kiểm tra lại các cái chỗ tiếp điện, cái đường dây từ từ ắc quy ha vô đến cái con kích, và ngay chỗ cái đường dây mà anh kết nối và song song các cái bình bốn bình của anh á với nhau á. Đó, anh nên kiểm tra lại các cái chỗ tiếp điện nha, kết nối nha. Thì bây giờ như vậy dễ lắm. Anh nên kiểm tra thì cái điện DC này á nó rờ không giật đây nè, tôi rờ vô nào mấy chỗ tiếp điện này nè, anh thấy à, không giật ha. Rồi thì anh hãy kiểm tra bằng cái tay bình thường thôi, cái lúc mà anh đang có tải, lúc mà anh sử dụng tải á thì anh hãy kiểm tra lại ngay chỗ mà cái mấy cái con ốc xiết đồ á, bình á, từ bình này sang bình kia song song và nối tiếp á, thì anh cứ rờ vào ngay chỗ tiếp điện con ốc này nó có bị nóng không anh. Nếu mà nó nóng á là coi như cái dòng điện nó truyền đi không tốt nha, tại vì cái loại điện DC này cái áp nó thấp, cái dòng nó cao đó, nên mình cần đi cái đường dây nó to và nó ngắn và siết những con bù lông á như thế này, ốc vít đồ mình đều phải siết chặt nó lại hết, và đi đường dây rất rất là ngắn rất là to thì càng tốt anh. Thì anh nên kiểm tra lại mấy chỗ tiếp điện ha, dây đồ đi có nhỏ không đó, dây nó có bị nóng không, chỗ tiếp điện này nó có bị nóng không, tất cả chỗ nào mà chỗ tiếp điện gì hết dặn thì anh cứ nên sờ cái tay vào lúc mà có tải nha. Lúc có tải thì anh sờ vào anh thấy hả, cảm thấy nó nóng á là coi như là anh phải khắc phục chỗ đó liền đó. Rồi thì vậy nha anh, cũng qua vài thông tin chia sẻ cùng anh mang tính chất tham khảo thôi ha, chứ cái này tôi cũng chưa nắm được chính xác là như thế nào nữa, nên mà nói là để chia sẻ và góp ý cùng anh chính xác á, thì rất rất là khó anh ạ. À, đó rồi như vậy nha anh, xin cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo câu hỏi thì anh Thông cho em hỏi, em có tấm pin 170W hiện giờ ở nhà em có ắc quy 70Ah Đồng Nai, em muốn mua thêm hai bình Yamato mỗi bình 30A câu song song với nhau được không anh, lúc này nắng tốt nếu bình 70A thì uổng quá, lưu trữ điện sử dụng ban đêm, nhờ anh tư vấn giùm, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe.
Dạ, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh và gia đình luôn vui vẻ ạ. Dạ được anh ạ. Thì anh có thể là mua bình xe điện này, bình Yamato này về câu song song với cái bình 70A của anh đang có, câu song song được anh ạ. Đó, không có vấn đề gì ha. Ở mình tăng cái dung lượng lưu trữ lên để sử dụng vào ban đêm á, rất là tốt anh ạ. Nói mà về cái điện độc lập này anh, nếu mà cái hệ lưu trữ mình càng nhiều á thì càng bền bỉ, càng sử dụng lâu dài và hiệu quả khi sử dụng về đêm đó anh. Đó, tại vì ắc quy càng nhiều thì cái dòng xả nó càng nhỏ. Nó nhỏ như thế nào, tôi đưa ra vài cái ví dụ cho anh em tham khảo như thế này ha. Tôi ví dụ tôi có một cái bình Yamato 12V 30A, tôi chạy một cây quạt điện có công suất tải là 45 W giờ. Vậy là cái bình này, một cái bình mà nó chịu cái quạt vậy là cái dòng xả mỗi một cái bình này nó xả lên là tầm khoảng là từ 3,5A phải không? Bây giờ ha, cái bình này nó xả lên là 3,5A, nó mới đủ cái cung cấp mà cái công suất của cái quạt nó chạy suốt. Nếu có hai cái bình mà tôi cũng vẫn chạy một cái quạt đó, hai cái bình đó thì nó chia ra hai, vậy là một cái bình nó xả ra có một 1,7A kiểu kiểu là vậy. À, nếu tôi có ba cái bình thì nó chia ra làm ba, thì mỗi một cái bình nó xả ra tầm một 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 a hai. Mà nếu tôi có bốn cái bình đó thì mỗi một cái bình nó xả ra chưa tới một a, 0,8A đó. Cái dòng xả nó cực nhỏ đúng không? Thì dòng xả nó cực nhỏ thì nó bền bỉ cái chỗ này, cái hệ lưu trữ mình á, hệ độc lập mà nó càng nhiều là càng sử dụng bền bỉ lâu dài, sử dụng không ảnh hưởng đến ắc quy. Chẳng hạn như anh có cái tấm pin 170 W, anh sử dụng một cái bình này anh sạc thì cái dòng sạc nó cũng hơi lớn, sạc nó mau đầy thì xả nó hết, thì dòng sạc nó hơi lớn thì coi như là nó sạc nó cái dòng nó hơi cao á, thì nó cũng hơi ảnh hưởng đến cái bình. Nếu mà anh có nhiều cái thì cái tấm pin 70 W này nó chia ra mỗi cái ít, vậy là nó nhận với cái dòng sạc nhỏ và nó xả ra với cái thiết bị của mình đang sử dụng á, nhiều cái bình á, mỗi một cái chút chút á, nó xả ra một cái dòng xả nhỏ, vậy thì sử dụng cái hệ lưu trữ mình nó rất là bền, nó rất là ổn định lâu dài bền bỉ theo năm tháng anh ạ. À, đó rồi là vậy nha anh, được nha anh mua thêm bình về câu song song ngon lành không có vì gì hết nha anh. Đó, như tôi ở đây nè, những cái bình bình vi sinh nè, bình công nghệ gieo nè, bình chuyên về lưu điện bên năng lượng mặt trời nè, tôi câu song song những cái bình khởi động á, bình dưới là bình khởi động đó, bình bình khô kính khí, bình khởi động đó, bình thì hai cái này tôi câu song song, đâu có gì đâu, câu song song bình nước, bình khô, nói chung là cái hệ 12V nó hệ song song là cái hệ phổ thông tam hạp, cái hệ sao bằng á, nó rất, bởi vì cái hệ đó nó thì cái ưu điểm của cái hệ 12V nó là nói chung á, là nó dễ sử dụng, là con cái là bình lớn, bình nhỏ, bình nước, bình khô, bình bé, cái này mình câu song song vô được hết tất cả. Nhưng mà cái nhược điểm của nó thì cái áp nó thấp, mình sử dụng tải lớn á, thì không không có ổn định, nó dễ gây hỏng hóc cháy nổ hơn là những cái hệ có áp cao hơn là 2448 cái kiểu kiểu vậy. Nhưng mà cái ưu điểm của nó thì nó rất là dễ chịu, nó dễ lắm, dễ sử dụng đó, dễ kết cấu, dễ sử dụng. Nhưng mà cái nhược điểm của nó thì như tôi vừa nói á, tải lớn, không ổn định đó. Rồi thì cũng qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo câu hỏi, anh ơi cho em hỏi, em có hai bộ điện độc lập 12V, một bộ lưu trữ bằng ắc quy nước, một bộ dùng pin LiPio4, hai bộ lắp cách nhau khoảng 20 mét giờ em. Câu cổng tải của bộ sạc này thông với cổng tải trên bộ điều khiển sạc của bộ kia để sử dụng cho các thiết bị điện 12V được không anh, nhờ anh tư vấn. Năm mới chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Dạ xin cảm ơn anh thật là nhiều. Năm mới cũng chúc anh và gia đình sức khỏe và thành công tốt đẹp nhất ạ. Dạ qua cái câu hỏi của anh á thì cái này trường hợp câu song song được anh ạ. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây là tôi thấy là không được, tại vì cái bộ này cách với bộ kia là 20 mét. Cái điện DC, cái áp thấp DC 12V này á, khi mà mình kết nối á, từ cái đầu này sang đầu kia á, nếu mà tối đa thì có thể là tầm tầm khoảng 5 mét đổ lại. 5 mét đó là cái độ dài cũng tối đa anh. Nhưng mà cái này tới 20 mét là tôi thấy nó không ổn định cái chỗ này anh ạ. À, đó. Tôi ví dụ nha, cái bình nếu mà anh kẹp ngay chỗ đây mà anh kéo cái đường dây á, anh kéo cái đường dây xa ra 20 mét á, thì anh đo thử cái điện áp, cái bình ở đây nó nằm 12V mà anh đo thử đầu kia nó còn có 11V thôi. Mà khi anh
có tải cái đầu kia nữa, cái là nó tụt xuống còn có 8-9V thôi đó, mà dây điện nó nóng lên rồi. Nên cái trường hợp này tôi thấy là cách xa 20 mét là không được rồi ha. Còn nói về mình câu song song với nhau là được anh ạ. Đó. Rồi thì cũng qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo câu hỏi thì anh cho em hỏi, em xài dàn pin lithium 32650 12V 270H sạc MVT 45A, sao em sạc chỉ được 13V 1 không lên được 14V, mong anh cho ý kiến, cảm ơn anh. Dạ thì cái trường hợp này thì tôi không biết anh sử dụng, anh sạc cái lượng pin của anh sạc á, nó có đủ để sạc no cái hệ pin lưu trữ của anh là 270Ah không? Đó. Thì nếu mà cái app mà nằm vậy á, thì nói chung á, nếu mà cái app đang sạc á, này nằm vậy thì nó chưa có no đâu anh ạ. Nếu mà còn trường hợp mà cái app mà khi mà sạc rồi chiều hết nắng á, mà cái app nó trở lại là 13.1V đó, là coi như đã cái hệ của anh nó đã no rồi đó. Còn nếu mà lúc mà đang trời nắng như vậy nè, anh thấy nè, nắng như tôi ha, đó hai hệ của tôi là hệ 24 thì lên là 29.8 này ha, coi như 30V ha, còn hệ 12 thì lên là 14.9 này đó, nó nằm duy trì kiểu này ha. Lúc đang sạc á, thì cái áp nó nằm cao kiểu này, mà khi mà chiều mà hết nắng á, rồi nó trở lại cái áp bình của nó thì nó nằm tầm tầm cái hệ của tôi 13V hoặc là 12V 9 thì tôi coi như là nó đã đầy rồi á. Còn cái hệ bên đây á, thì chiều trở về đó, nhằm khi nó nằm 26.5 hoặc là 27V đến 27V là coi như đã đầy rồi anh. Đó thì cái này á, tôi không biết là anh nói là lúc mà đang sạc á, nó nằm 13.1V hay là lúc là hết sạc rồi mà cái áp thật của cái áp cái pin 32650 của anh á, nó nằm cái áp đó, thì tôi không 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 nắm rõ cái này. Nếu mà cái trường hợp mà chiều mà hết nắng á, rồi ha, nó trở về cái áp thật của cái pin của anh là 13.1V á, là coi như đã sạc no rồi anh. Còn nếu mà lúc mà đang nắng mà đang sạc vô á, mà cái áp nó nằm 13.1V á, là mà nó không lên đến trên 14V á, là chứng tỏ cái lượng pin năng lượng của anh nó ít so với cái hệ lưu trữ của anh, nó sạc nó lâu đầy. Tại vì cái pin á, nó rất là chắc áp anh, sử dụng cái sạc á, khi mà mình sạc áp nó lâu lên lắm. Nó tốt là tốt ở chỗ đó 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 anh em, mà nó mê là mê ở cái chỗ mà sạc hoài cái áp nó không tăng, mà sạc cái áp nó không tăng á, thì sử dụng làm sao nó tụt được, sử dụng nó lâu tụt lắm đó, mê là mê cái chỗ đó. Nếu mà theo mà nếu anh em mà sử dụng mà điện độc lập, mà nếu mà anh em á, đam mê á, như tôi đây, tôi đam mê ở chỗ nào, tôi đam mê nhất là cái hệ thống mà lưu trữ á, như bình á, đánh giá có tốt hay xấu á, lưu điện nhiều hết á, thì để ý xài. Trời nắng tốt mà pin mình nó cũng cân đối bộ điện, mà sạc cái áp nó nằm lì lì hoài nó không lên á, là mình mừng rồi đó. Còn mà hả sạc mà gặp trời nắng mà cái áp nó tăng tăng ụt là coi như là cái hệ lưu trữ mình thôi rồi, rồi lưu không có nhiêu đâu á, nó mới ăn à, mới ăn con chút của nó rồi áp nó nhảy lên quá cao rồi nó không còn ăn nữa đó. Nên á, nói mà sạc á, cái hệ lưu trữ mình cái sạc nó nằm, cái áp nó nằm lì hoài sạc nó không lên là mê, rất mê lắm. Tôi mê là mê cái chỗ đó đó, sạc hoài áp nó không tăng hả. Nếu mà sạc hoài áp không tăng nó nằm lì lì vậy là chứng tỏ cái hệ lưu trữ mình nó xịn sò nó ngon rồi đó. Thì hả, nó nằm mà sạc nó không tăng thì sử dụng nó ít, nó lâu tuột lắm, nó lâu tuột áp lắm, nó mạnh đến cỡ đó. Đó là một cái hệ lưu trữ rất là mạnh nha anh đó. Thì cái này thì tôi cũng xin nói thêm về vấn đề đó, nói thêm về vấn đề này nha. Còn cái vấn đề mà anh nêu ra thì nói về cái áp 13.1V á, 13V 1 á, thì không biết cái app này á, lúc nào nha. Nếu mà cái app lúc đang sạc á, thì coi như là tôi chúc mừng anh, là cái hệ lưu trữ anh nó rất là mạnh rồi đó. Anh đã cần nâng cấp thêm pin lên để sạc cho nó mau tăng app lên đi. Đó. Còn nếu mà chiều á, mà nó trở về cái app 13.1V khi hết nắng rồi á, thì coi như là ngon lành rồi. Nên nó đã trở về cái app thật của nó rồi, thì nó nằm 13.1V là chuẩn rồi đó anh ạ. À. Đó. Thì không biết cái app của anh nêu ra là không biết là lúc nào, nếu mà anh nêu ra cái app mà 13.1V lúc đang sạc hay là lúc chiều hết sạc rồi mà nằm kiểu vậy á, thì tôi có thể trả lời cho anh nó chính xác hơn. Còn nếu anh nêu ra vậy thì nói chung thì tôi cũng dài dòng một tí để cho anh em mình tham khảo thôi, chứ nói mà trả lời chính xác là tôi trả lời không được, tại vì tôi không có nắm rõ cái thông tin là anh đưa ra là cái app nó nằm lúc vào thời điểm nào đó. Nếu mà anh cho ra đưa ra cái app đó nằm vào thời điểm đó thì tôi mới có cái
chia sẻ góp ý cùng anh nó hơi chính xác đi một tí. Rồi là như vậy nha anh, cũng qua vài dòng chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh rất nhiều.